Đằng sau mỗi lá cờ của một nước đều mang một ý nghĩa riêng, một câu chuyện riêng, gắn liền với chặng đường lịch sử, ẩn chứa bên trong niềm tự hào dân tộc. Hiểu về mỗi lá cờ là hiểu được tinh thần của mỗi đất nước, cùng nhìn rộng ra thế giới với series Chuyện bất ngờ về những lá cờ. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với chương trình Chuyện bất ngờ về những lá cờ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quốc kỳ của Italy. Quốc kỳ Italia cũng giống như bao quốc kỳ khác trên thế giới là đại diện cho toàn thể đất nước Italia trên trường quốc tế. Nó là biểu hiện lâu đời và là niềm tự hào của người dân nước Ý đối với đất nước của mình. Nhìn chung, cờ nước Ý có thiết kế tương đối đơn giản khi được tọa thành bởi ba cột hình chữ nhật có kích thước bằng nhau với màu sắc lần lượt từ trái qua phải là xanh lá cây, trắng và đỏ. Đặc biệt, khi treo cờ màu xanh lá cây phải nằm sát với cột cờ. Nếu các bạn để ý thì có thể thấy được thiết kế của lá cờ nước Ý có phần tương đối giống với cờ nước Pháp với ba cột màu, chỉ khác biệt về màu sắc của cột đầu tiên. Trong khi Pháp là màu xanh nước biển thì Ý lại chọn màu xanh lá cây. Điều này một phần là do ảnh hưởng khi đội quân của Napoleon đi qua nước Ý vào những năm 1796. Thiết kế ngày nay của quốc kỳ nước Ý được cho là thuộc về Napoleon Bonaparte khi ông dẫn quân của mình đi qua đất nước này. Từ đó, ông đã thiết kế lá cờ nước Ý dựa theo lá cờ của quê nhà, đồng thời thay cột màu xanh nước biển thành màu xanh lá cây, màu yêu thích của ông. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, tuy quốc kỳ của nước Ý có nhiều thay đổi, song nhìn chung vẫn được dựa trên ba màu sắc cơ bản, chính là xanh lá cây, trắng và đỏ. Lá quốc kỳ mà chúng ta được thấy ngày nay bắt đầu được sử dụng vào năm 1946 sau khi chế độ quân chủ ở Italia kết thúc và nhà nước Cộng hòa được thành lập. Tuy có thiết kế khá đơn giản chỉ gồm ba cột màu khác nhau, nhưng không phải vì thế mà lá cờ của Ý thiếu đi những ý nghĩa của mình. Do có lịch sử lâu đời nên có không ít những ý nghĩa khác nhau liên quan đến màu sắc trên lá cờ nước Ý. Tuy nhiên, trong đó ý nghĩa được nhiều người công nhận nhất chính là màu xanh lá cây trên cờ Italia đại diện cho những cánh đồng xanh tươi tốt, là màu của tương lai và hy vọng. Màu trắng là của những ngọn núi tuyết phủ quanh năm, đại diện cho niềm tin và sự trường tồn. Và cuối cùng là màu đỏ, là máu của những người lính anh hùng đã chiến đấu để có được hòa bình ngày hôm nay. Ngày quốc khánh của nước Ý còn được gọi là Ngày Ba Màu, tên xuất phát từ màu sắc trên lá cờ quốc gia Ý, với ý nghĩa tôn vinh quốc kỳ và nước Ý. Đối với người dân của Ý, lá cờ được xem là biểu tượng thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc. Khi đến Ý, du khách sẽ bắt gặp lá cờ có mặt khắp mọi ngóc ngách, từ nhà hàng, quán ăn, v.v.